Nay bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ mẹ. Giờ này đến lễ cúng cơm chiều, cầu nguyện chư Phật tiếp độ cho hương linh mẹ Trần Thị Ánh pháp danh tâm sáng, quan sanh năm dần niên, lâm chung ngày 15 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi, hưởng dương cận thế 58 tuổi, được thính pháp danh kinh, thọ tài hưởng thực, sớm siêu sanh tịnh độ. Người nhân hồng mẹ nhận lễ lòng thành của các con các cháu xã sống bà xã. Lại đâu
Thank you.
Bắt đầu với bò, bắt
lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi nhìn hàng chuối già còn tô bóng nhánh sông quê mình còn mênh mông mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ ai nhìn mênh mông mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đường được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người. Ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vớ vẩn. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu nay con về đây bao năm ngược xuôi con ba thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng đảm con sâu trọn đời.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con nguyện con lạy mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chưa hiểu gì đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Danh Tâm Sáng, Hưởng Dương 58 tuổi, vai đáo. Hôm nay ngày 26 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi, ngày này lễ cầu siêu, nguyện cho hương hồng mẹ thánh pháp nghe kinh sớm được siêu sanh tịnh độ, hộ độ cho gia quyến chúng con được bình an lạc lạc. Phật nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, hướng hết khắp mười phương cúng dường mọi tam bảo thầy trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ giá hộ tâm bồ đề kiên cố xa đến khổ trần này cũng quay về bờ nhất. Từ thời giả xứ ấp Bình Linh xã Trà Kiều Nam Nguyễn Nhã Cường, Nguyễn Cường Đạt, Nguyễn Cường Khanh, ấy nữ Nguyễn Thị Bình, Như Tức Lê Ngọc Giàu, Như Tế Nguyễn Dĩ, Nội Tôn Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Ngoại Tôn Nguyễn Dĩ Cát Tường, toàn gia con cháu phụng Phật thỉnh tăng ni hội, thiết lễ cầu siêu Phật vị hương linh Trần Thị Ánh, quy y pháp danh Tâm Sáng, quân sanh nhâm dần niên lâm chung nhà 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi, Hướng Dương Trần Thế 58 tuổi, kỳ nguyện linh hồn Trần Thị Ánh pháp danh Tâm Sáng, đồng thừa Tam Bảo lực thân pháp nhân canh, tất xá mê độ siêu sanh tịnh độ, vì nguyện gia quyến hàng trên lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tiếp Độ Vong Hồn Tán Đại Chúng Sanh, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Công Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.
tâm lãnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Địa Tạng Từ Tôn Tiết Đề Linh Hồn Trần Thị Ánh Pháp Dân Tâm Sáng A Di Đà Nhân Lai Dân Hồn Thánh Kinh Văn Bồ Tát Dân Hồn Thánh Kinh Văn Bồ Tát Dân Hồn Thánh Kinh Văn Bồ Tát A Tát Dòng tụ Phật tiền lệ tam bái Những chi tận thị biên soi tạm thiên Tánh cộng ban đứng lại nhân thiên Phanh giới vạn tăng diễn diệt tội tiêu quyên Hoa diệt hoa hồng liên Nam mô thanh non địa Bồ Tát Nam mô thanh non địa Bồ Tát Nam mô Thanh Long Địa Bồ Tát A Tăng Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Địa Gia Bà Đô Yên Đế Thương Bát Ra Gia Bồ Đề Thánh Tỏ Bà Gia Má Ta Đô Bà Gia Má Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bằng ra phạm dạy cho đất mà đất có nam mô tất tiết quần đồ Hãy mong ma rệ gia và đô yết tế hóa Phật Nga lần đà bà nam mô na ra cân trì hay rệ ma bằng ra sa mê tất bà ta đầu du bằng a thể dân tất bà tất bà ma ma bà đi đà 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 địa đi ni tất Phật gia 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 đa ma ma Phật ma ra một cái lời duy ai duy ai thân na ra sanh Phật ra xá lợi Phật xá Phật sanh Phật ra xá gia hồ lô lô ma ra hồ lô lô hay đề ta đa ta đa tất đề tất đề tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà Núi sườn cô bạn cho rõ
bay đầu cho nắng trong đó biết bao cố thầy. Chắc cũng có âm bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc trẻ ta sinh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thì hại còn đây. Ta lấy vai gánh người tiền đôi và ngắn đôi về nhớ kiếp xưa, đấm xước máu tạp chán dừa, đóng thân trai gái bỏ bờ khó đôi. Nữ quên nam để cho phân biệt tốt phàm, không có lẫn lộn nữ nam chất chồng. Đức an trong lòng tha thiết, ta biết làm sao phân biệt khỏi say. Ngày đêm sinh phật chỉ bài, vì có chọn lửa gây chay lúc này. Còn sanh tiên gia đình có phân, Phật ơi bảo ra nam lớn biết nhà xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng ngắn quần, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhận. Người có biết cứ chuyện đen nhẹ, bởi đàn bà xanh đẻ mà ra, xanh con ta đâu biết ra, tám bọc con cửa và núi con. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Anh nghe vậy bi ai là xót thương cha mẹ không dài dưỡng sinh. Đàn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bao hiếu sẵn thân. Thế tuôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ thân trầm cả nghe. Thân đàn bà nhiều về cất nhóc, sanh đặng con thập quả cụ mang. Tháng đầu thai đậu cỡ xương, hai chiều dịch dưới sợ tan bất thường. Tháng thứ nhị dường như xương đập, tháng thứ ba như cục huyết ngân. Bốn tháng ta tưởng ra hình, năm tháng cụ thể hiển sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục tâm điều đấu, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đổ lỡ chân lòng, tổng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tám phủ, chín tháng thì đầy đủ dân hình. Mười tháng là đơn kỳ sinh, nếu còn hiếu thận rồi mình ra luôn. Phần ngẫu nghịch làm buồn thân hậu, nó dễ dùng đã khâu lùng tung. Làm cho cha mẹ hãy hùng, sự đau sự khổ tâm cùng tỏ phân. Khi sanh sanh muôn phần vai là, cũng nhí giữ được bạc được vàng. Thế tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần vai tôn. Điều thứ nhất giữ gìn hai giáo, mười tháng trường trụ đáo mọi bề. Thứ hai sanh đè lớn ghê, chịu đau chịu khổ mỗi ngày trăm thời. Điều thứ ba tâm anh nuôi dưỡng, cực đến đâu bệnh vẫn chẳng lai. Cứ tự ăn băng nuốt cay, để dặn đuổi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lấy cùng khí ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phận con. Từ sáu số nước ngay con, miệng con non chẳng ngờ chẳng gây. Điều thứ bảy con chê ô quê, giặt đồ dơ của trẻ con quyền. Thứ tám chẳng nở chỉ riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sông sơn, dầu phải mang nghĩa trướng cũng can. Tính sao có lỗi thì làm, chẳng màng tối lỗi vị
giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham cao chùa, dành cho con các cuộc thanh nhà. Tương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng phải sơn. Phật lại bảo a nạn nên biết ta trong chúng sanh đi thiệt thấm người mười phần mê mũi cá mười không tuột ơn trọng đức về sông tha khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng gì thay cho nên thân thể hình hài kém suy khi sanh sản yếm quỷ chi diệt sanh đặng rồi tinh huyết dập về như như tập huyết trâu dê nhất sanh tập tự nhiều bài giảng nan con đòn nhỏ phải lo sẵn sóc ăn răng cai bồi nó thần con phải tắm phải giặt rửa con biết rằng vợ gái mẹ không ngại gì nằm khuya ước con nằm khuya lao sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé chóc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tám thương còn ba năm bốn năm sữa mẹ thân gầy mòn nào ngày với con khi con vừa được lớn con cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học mở thân trí huệ dẫn vợ chồng có thể làm ăn ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bằng quán chi con đau ốm đất thì lo chạy dầu con nào đến mấy cũng gần thấy con cần bệnh đặng lành thì cha mẹ nói mang thần định tâm tâm dương dột sánh bằng non biển sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lối bị đầy chánh tư thì trở lại bài ngộ ngang quên làm bước chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lên lên theo thôi hùng ngang đã không nhận nhận lại càng hàng hậu có bạn làm theo cùng chúng giữ nết tập quen làm sự trái ngang nghe lời vũ vỗ quân quang bỏ cha bỏ mẹ trốn sản quê tăng tiền tế sẵn ngay hoặc đi buôn bán kiếm lời hoặc giàu vân lớn với đời lập công thì đã một đồng tâm mối nợ hoặc trở ngăn vì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thân quên xứ quên sở lâu năm đông về hay là nói những người có trí chớ phần nhiều vô lý mà thôi sau khi pha hết của rồi phải tìm thương kê kiếm đôi lòng dài theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội tận tù đã phải dương hoặc khi mang bệnh dưới đường thăm người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đầu ai thân giữ và bọn cô bác tùng mẹ cha sao xá cuộc rầu thương con thằng khóc ngu sầu có khi mang bệnh đuôi mù dẫn dương vô ở ngoài mẹ chơi đồ bất chân chẳng mấy khi thần tận mộ can làm cho cha mẹ than gian sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời cái còn nương cha mẹ thì có lòng yêu để thịnh hòa cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhây răng đến lúc tục phu sinh gia lo bên chồng chẳng xá bên mình trước còn lai giảng viên thân lần lần gội đậm biết tâm biết nhà con dưỡng dột sống thân ăn trọng không nhớ trong mang nặng đẻ đau chẳng lo bảo vỗ cù lao làm có cha mẹ buồn rầu thắm tay nếu cha mẹ đầy la quở mắt trở sanh
lòng hồn vẫn chẳng kiên, chứ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tôi bất hiếu lược bạn nam nữ, nói không còn nghiệp dữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ nói đàn trong hàng đại chúng lòng càng thảm tai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào môi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thấy điều ruột má ướt đầm tả thân. Cánh hồn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mầu. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan gường như nát như tan, tội tình khó nổi tan gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. Bao đắp cho vừa sức đau, chỉ có lời ân sâu giúp cả trong mẹ cha tất cả hai giai, giáp dòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp anh kia chưa được gặp con đòi rét nuôi sống thân dân hết thân này, xương hiền thật nát phân này, trải trăm ngàn kiếp ở đây chưa đồng. Khi có người vì công sanh dưỡng, tự tại mình quét cũng sống người, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Khi có người dùng ngàn mũi nhỏ năm vào mình bắt luận chỗ nào, tuy là sự có biết bao, phải trăm ngàn kiếp tận sao đáp đò. Vì có người gì ăn dưỡng dục, tự treo mình cũng Phật thế đẹp, cứ treo như vậy trọn năm, trái trăm ngàn kiếp anh thăm chưa đời. Khi có người chương nghiền ra mở, hoặc dùng dao hoặc bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng tiền, đến trăm ngàn kiếp anh trên chưa đời. Khi có người gì không dốn dột, nước sắc nắm thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thăm anh chưa đời. Nghe Phật nói tại điều kinh khủng, giọt lại càng có nói cầm ngăn, đầm thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ơn thẩm xong được. Phật nói vào các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sau này, chúng ngươi muốn đáp ơn dày, phải toàn biên chết cân đây lưu tiền. Vì cha mẹ kiền tiên thúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chùa món chê. Đại đến ngày tử tư, người phương tăng đều giữ lễ này, sống sanh lễ giặc đấu đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài trung dân. Đặng cầu nguyện sanh đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình cần phải cần chiên trì cho hiệu pháp tam quy ngộ giới giữ dân, nhân lời ta dạy đến anh phá nam đi thở phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là tội tội, bằng trắng thị ngục tối quái xa, trăm năm đại tội kể xa, mất khiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết bị đài vào độc ra nổ vô gián cũng gọi ra thầy ngốc này trong núi thiết gì dắt phan bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hạt ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thái thành tan, có lò nấu sắt cho tan rót vào trong miệng tội nhân.
những anh hùng. Nộp giá đổ cho người khó khổ, nộp thịt giá đau thấu tầm can, lại có cho sắc rắn gan, phóng ra ngoài lửa đốt tròn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chứng nó dài phòng thật bao. Khắp bằng sắt thương đau lộn dao, trần không trần đậu tháo như mưa, gặp ai chén nấy chẳng tựa, làm cho thân thể nát nhờ như tơ. Lũng thần hoạt vô phương cải hết tắc, mỗi gục đều có cách trị điên, như là xe sắt phanh thay, chim ưng mẫu bụng trâu cài lưỡi le. Chết duy rằng chết liền rất đau, vì nghiệp duyên không nở hành thân, ngày riêng chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hình phạt tại A Tỳ ngục, rất nặng đời mẫu gặp sông thân, chúng người đều phải ăn cần, tựa hành các việc thân trầm phản trên. Hết là phải đến này anh chép, tiền đã ra cho khắp đồng tay, như ai chết một lúc này, dưới bàn đặng thấy nó kỳ thế to. Vì sắc sắc tức thì tâm công tức thì sắc tổ tuôn hành thích nhập phục như thị xa lời tử thì chư pháp công tướng bất sanh bất diệt. Bất cơ bất thành bất tăng bất giảm thì có tâm công vô sắc vô thọ tuôn hành thức vô nhân nhĩ thể thiệt tăng nghi vô sắc tâm thường về sắc pháp. Vô nàng giới nam chi vô y thân giới vô vô minh việt vô vô minh tần nãy chi vô lão tự dược vô lão tự tạng vô tổ tập việt đạo vô trí việt vô lá trì vô sở có vô đề ta cởi bán nhã ba la mật ta vô tâm vô ấy hạ vô ấy hạ vô vô hồ quận vô dưỡng ly duyên đa mong thần thu thanh niết bàn tam thế chư phật y bán nhã ba la mật ta chú đắc na nậu đà na tam miếu tam bồ đề cổ tri bát nhã ba la mật ta thị đại tầm chú thị đại minh chú thị do hoài di đa bà dạ ta dạ ta dạ ta đi dạ ta trưởng thành chưa hề báo đáp cẩn thận vào
chiều, sanh thành dương dục cầu lao, gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. Sợ con lo lắng xa đàn, sợ gì bệnh hoạn mẹ càng lo âu. Mẹ con lên gác xuống lầu, bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè. Mẹ không xuống gỡ lên xe, bỏ con đội đánh chịu đầy lãng vang. Mẹ không lắm của bạc vàng, bỏ con ở lại đường trần quanh yêu. Hết bầy hết mong, thì hài mẹ gửi đa đồng khó xa. Con cháu về thăm đâu thấy dáng hình, bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn. Lòng con thương nhớ thở than, con nhắn ba bác giải gian mẹ về. Chính cho con cháu bệnh quỳ, quyện mẹ về chốn liền trị lạc bạn. Thành tâm con lập trai đàn, nhờ ơn Phật tổ chính đàn khai cơ. Con cầu chư Phật chứng minh, Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ dông. Con nay cầu nguyện hết lòng, cầu cho phụ mẫu thoát dòng khổ lớn. Mới là đám được thăm ăn, ơn cao như núi nghĩa bằng biển sâu. Thành tâm khấn nguyện cúi đầu, từ bi tín dẫn xin cầu giảng sanh. Nguyện cho linh hồn mẹ được an lành, đồng về cực lạc đồng sanh sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang, độ linh hồn mẹ Tây Phương Hồi. Nguyện kinh cầu siêu công đức từ thắng hạnh, nó vô biên tăng bước dài hồi hưa. Phổ nguyện pháp giới trừ chúng sanh, tóc giảng vô lượng quang Phật xa. Nguyện tiêu tan chúng trời phiền não, nguyện đắc trí huệ chân thân liệu. Phổ nguyện bảo chân tất tiên trời, là thế thế thường hành đồ thế nào. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu pháp liên qua chi phụ mẫu. Qua khai kiến Phật ngẫu vô sanh, tất tối Bồ Tát ghi bản lợn. Nguyện chỉ tự công đức, hộ pháp thương cho phiền ta, bàn giữ chúng sanh giai đoạn thần Phật Đà. Nam mô A Di Đà Phật, phục nguyện Phật Nhật Tăng Quy pháp luân thường chuyển, không điều rõ thật quốc khó dân an. Tưởng lai hiển tiền tạng gia yếu quyến phụng Phật thánh tăng ni hộ niệm. Tổng kỳ pháp báo tôn kinh kỳ siêu hương linh trần thị ánh. Quỳ y pháp nhâm tâm sáng quang sanh nhâm dày niên. Năm chung ngày 25 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hướng dương trần thế 58 tuổi, vì nguyện linh hồn trần thị ánh, pháp danh tâm sáng đồng thừa tam bảo lực, thánh pháp danh kinh tốt xá mê đồ siêu sanh tịnh đạo. Vì nguyện gia đình con cháu sinh ra kiết khánh hạ bảo bình an, thụ tống tam tài đồng anh bá phước. Phổ nguyện anh siêu dương thối pháp giới chúng sanh tài thần Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dân hồn quy y Phật, cõi bị đọa địa ngục, thế giới đại đạo pháp vô thượng tam. Dân hồn quy y Phật, cõi bị đọa ngạ quỷ, thâm nhập cánh tạng trí huệ như hình. Cõi bị đỏ bằng xanh, thâm lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Yêu yêu chân thế giới, mới là lỗ liên đại.
Đi khắp thế gian không ai tốt như mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con cha con mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây, đường đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi, mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân.
kỷ niệm nơi mái nhà tranh. Thuở xưa có mẹ dỗ dành, dăm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau. Mẹ chăm lo bàn trắng mái đầu, nhiều đêm trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ đeo chân nghe. Nhiều đêm trời mưa giá rét, mẹ âm thầm nhường khăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào con nhớ mẹ biết bao, lòng khát khao được sống bên mẹ hoài. Để cho con càng yên tâm. Dạ, lời nói đầu tiên Ngọc Mai xin mặt cơ sở sẽ sáng nắng chụp vào không không không. Anh em nhận lời, hai bên nghệ sĩ xin sẽ đợi tạm phân công của một ba ba quý. Kính thưa ông bà cô bác, được sự sự tưởng tượng và tiếng của đời này, cứ gửi cơ sở sở sáng sự bảo vọng đến nhà này, anh ta nói cho người nhà. Đáp lại đáng 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 cơ sở sở sáng sự bảo vọng, các bộ phóng của một chương trình, những bài cách cơ hữu và một lớp góp vàng trong thể sự, đáng đáng cô báo hiếu. Vì không còn bao lâu nữa, khi cổ có quan tự tự thi kỷ, thì không biết bao nhiêu đó bắt người thân, hướng tới cổ quan tài mà hoàng hồi tương đương lớn đề. Hôm nay các em các cháu về đây trước thành tâm dâng cho đời mẹ ba nén hương tiện một lần sau cuối, và cũng xin cầu chúc con hồn của mẹ được siêu thoát về miệng gọi Phật. Chương trình ca cúng cho các thân hương đóng vai là một đứa con, xin dâng lên cho mẹ bài ca cúng được như thế, dọc lề con thân đủ cùng tuổi. Mà
trời than lấy tử bi, sao con quá đau lòng chút căn tử bi xanh lên thôi quá không ơi ngay biết làm chi, kể từ hôm nay ta tôi mất đi tình màu Ngọc Hiền. Mẹ ơi, con đã trở về đây, con đã trở về đây sau những ngày con xa quê xa xứ. Con cứ ngỡ rằng con trở về để gặp mẹ một lần sau, nhưng con ngờ đâu bằng để trời đau cướp mẹ rồi. Chiều cả nắng mồ côi trong vườn tôi hai tạo sáng thành cả con thơ chưa có một ngày bao nhiêu. Mẹ ơi, cuộc đây là ba nè.
Thank you.
Kim Ngân xin có một quý bằng rất nhiều và kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, ba bài ca cúng vừa rồi các con các cháu dâng lên hương lên cho người quá cố cũng như đã xong để dành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là Dương Tam Pháp và cái người hát thể Nguyễn Sư Đức Kinh Ngõ Thiết Lê và Đáp Trên Ải Trần Đền lời là không tỏ chứ rõ nguồn cơn chỉ còn ngàn tên gửi là chi dạ tên nữ tên gửi ha nhưng mai chắc thế đúng rồi em gái ta đi mà là kia dạ. Đúng lúc hàng dịp mai đã có biết là thật tâm ơn một bóng số cho tội đó sẽ sống sống lại thằng hai kia thiên ngồi thiên ngồi thiên ngồi Oh, my God.
hiền các con chính tề với người đau đồng môn cha chạy đôi lời tiếng phố
được thay thay hề tá giả thân thở như thần mẹ cha đức tình độ lên Yeah.
gia tài. Trong những ngày qua, gia đình chúng con đã mất đi một người mẹ, các cháu chúng con đã mất đi một người bạn, bà con lớn xuống cũng đã mất đi một người bạn láng giềng, bà con cô bác ơi, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này, không có nỗi nước mắt nào bằng nỗi nước mắt này. Gia đình con không biết làm sao để tạ ơn bà con cô bác về đến trước với anh mẹ. Đây là anh của con, cùng xin đại diện tất cả anh chị em con cháu của gia đình xin cúi đầu cảm ơn tấm chân tình của bà con cô bác. Sắp xếp ngày qua không ngại đường xa 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 đến đây đưa cho mẹ các cô một miếng ăn để nhà mặt này được sống hòa tan. Và gia đình chúng con cũng không quên tới cơ sở mai táng chùa Cầm Đắc Phong. Suốt mấy ngày qua cùng tàu mẹ điều kiện phương tiện tiếp tục tăng lễ mẹ bà của chúng con có phần cái nghiêm và lãnh trọng. Gia đình con cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư thầy. Trong những ngày qua các thầy cũng đã đến đây trong những ngồi kinh để nhà bái này đưa mẹ chúng con sang đây đài hòa tan. Bà con cô bác ơi, từ đấy cho đến suốt cuộc đời anh em con đã mất đi một người mẹ, một người mẹ mà chúng con là yêu quý. Còn mẹ ơi, như tà lấy cái bóng mát mất mẹ rồi rồi trả đời con. Gia đình con không biết làm sao để tạ ơn bà của cô bác về những chuyến đi ảnh mẹ. Anh con xin đại diện tất cả anh chị em con cháu trong gia đình xin thành tâm gửi đến bà con cô bác với hai lại này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngài đã nghe lầm lĩnh lĩnh ra đứa hộ bé về thầy vương là tất hợp hợp